Đỉnh cao tạo dáng bất chấp không gian của trứng thành Harry Won là đây, lầy lội không biết xấu hổ. Những tư thế tạo dáng không thể đỡ nổi của gia đình Việt Hàn khiến khán giả không thể nhịn cười vì độ đáng yêu lầy lội của cặp đôi. Nổi tiếng là gia đình lắm chiêu khi đàn ông mang bầu 2018. Trứng thành Harry luôn mang đến những khoảnh khắc ngộ nghĩnh thú vị, tạo tiếng cười cho khán giả truyền hình. Ở tập 4 này cũng vậy, trước chủ đề màu hạnh phúc, cặp đôi cũng mang đến những giây phút đáng yêu vô bờ bến trong buổi ghi hình. Trứng thành Harry Won xuất hiện hoành tráng tại trung tâm thương mại. Bên cạnh sự đạo mạo tự tin, đôi giày độn của Trứng thành cũng gây chú ý không kém. Chẳng biết xuất hiện trong thử thách gì, song hình ảnh của gia đình Shinri, đống đồ dạ hội sang chảnh, tướng đi đạo mạo tại trung tâm thương mại khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên, cách tạo dáng khó đỡ với những động tác ú gối khom lưng của cả hai lại khiến cư dân mạng không nhịn được cười. Với loạt tạo dáng thần thánh này, Thánh Jan Dujun có sang Việt Nam thì cũng không bá đạo bằng gia đình Việt Hàn đâu nhé. Trong khi Harry vẫn giữ sự tự tin sang chảnh thì Trứng Thành lại lạc quẻ với những tạo dáng trên trời. Một bên sang chảnh vô đối, một bên thì không nói nên lời. So xem nào bụng bầu ai đẹp hơn. Mang bầu vẫn có cách tạo dáng của riêng mình nhé. Nhưng mang bầu thì không được mang giày cao gót đâu các mẹ ơi. Cứ tưởng Harry sẽ giữ vững phong thái, nhưng sao lại cuốn theo Trứng Thành rồi. Thật không hổ danh là gia đình bá đạo của showbiz Việt. Trứng Thành tiết lộ muốn cùng Harry sinh đôi, một trai một gái để dễ chăm sóc. Cặp đôi Việt Hàn khiến người hâm mộ vô cùng xúc động khi tiết lộ cả hai mong ước có thể sinh đôi một bé trai và một bé gái. Cứ qua mọi thử thách, các thí sinh chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018 lại có cơ hội thể hiện những tài năng của bản thân, cũng như để khán giả có thể hiểu rõ được thần tượng của mình hơn trong tập 4 với thử thách về hội họa. Riêng Trứng Thành và Harry cũng bộc bạch ước mơ của mình là có con sinh đôi một trai một gái. Và lúc phát thảo hai gương mặt khóc và mặt cười, hình vẽ khá đơn giản so với hai đội còn lại, thì Trứng Thành hào hứng cho biết, chỉ biết vẽ vậy thôi, không thể phức tạp hơn, tới đó là hết sức của tôi rồi, khiến người xem không nhịn được cười. Đặc biệt, khi mãi mê vẽ, Trứng Thành rất tập trung, khiến Harry Won phải bất ngờ, cô lên tiếng, lần đầu tiên thấy chồng em im lặng lâu như vậy. Trong trailer vừa được hé lộ, có thể thấy các gia đình còn lại cũng rất hào hứng khi được cầm cọ và vẽ về ước mơ liên quan đến đứa con của mình sau này. Hoa hậu Hương Giang khá tự tin với khả năng vẽ đẹp. Tuy nhiên, khi phát thảo con gái mang tên Nguyễn Phù Thủy bằng những hình ảnh màu sắc nhưng không liên quan với nhau, Hương Giang Trường Giang đã có những phút giây vô cùng thư giãn trong tập 4. Chưa dừng lại ở đó, những thử thách tiếp theo sẽ có rất nhiều tình huống thú vị khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Các gia đình sẽ xuất hiện ở một trung tâm thương mại đông người quay MV cho ca khúc Khi Đàn Ông Mang Bầu. Trứng Thành Harry Won biết trước được những thế mạnh của các đội như thế nào và quyết định chọn phong cách dễ thương, nhí nhảnh để chinh phục người xem. Có ai như Diệu Nhi được tổ chức sinh nhật mà hoang mang khó hiểu như thế này? Dù là nhân vật chính nhưng Diệu Nhi cũng phải đơ mấy giây vì không biết tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho mình. Vừa qua, hội chị em chiến dịch chống ế gồm Gia Gia Trương Nhi, Sĩ Thanh Diệu Nhi đã tranh thủ thời gian rảnh cùng rủ rê nhau đi du lịch Ninh Bình, nơi có rất nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh tuyệt vời mà nhiều du khách từng đặt chân đến. Cả ba đã cùng đi đến chùa Bái Đính. Đây không chỉ là ngôi chùa lớn nhất Ninh Bình mà còn là ngôi chùa mang kỷ lục châu Á với tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á. Hành lang La Hán dài nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Ba mỹ nhân đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc lung linh huyền ảo bởi hàng vạn bóng đèn được thắp sáng trong đêm. Ngoài ra, các cô gái này còn trở về với tuổi thơ khi cùng nhau chơi các trò chơi của trẻ em như câu cá, đạp xe mini. Diệu Nhi còn tinh nghịch chở Sĩ Thanh trên chiếc xích đô Tí Hon và đạp xe đua cùng Gia Gia Trương Nhi. Cả ba đua xe hết sức khí thế. Đặc biệt nhất, Gia Gia Trương Nhi và Sĩ Thanh đã bí mật tổ chức sinh nhật muộn cho Diệu Nhi. Là nhân vật chính, nhưng những giây phút đầu, người đẹp ngơ ngác vì không thể hiểu mọi người đang tổ chức sinh nhật cho mình. Dù đang đi đến một nơi khá lạ, nhưng hội chị em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nào là bánh kem bong bóng hoành tráng khiến Diệu Nhi không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Có thể nói chiến dịch chống ế là một sản phẩm rất có ý nghĩa đối với họ. Nó đã kết nối ba cô gái có một tình đồng nghiệp, tình bạn thân thiết. Dù vậy, họ cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc rất nhí nhố. Vừa cạn thành công ở tuổi 37, Khánh Thi chia sẻ điều gì đầu tiên
Vừa kẹn ở tuổi 37 thành công cho lần sinh thứ hai, Khánh Thi đã chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy con gái. Khánh Thi vỡ ối và được ông xã Phan Hiển đưa đến một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. 9 giờ ngày 13 tháng 6, chị hạ sinh bé gái nặng 2,2 kg bằng phương pháp sinh mổ. Bé ra đời sớm hơn so với dự sinh 6 tuần nên hơi nhỏ. Hiện cả hai mẹ con đã khỏe mạnh. Phía đại diện của Khánh Thi chia sẻ, bé tên Anna, sớm hơn 6 tuần so với dự kiến. Đông đảo bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô. Về phía Khánh Thi, cô cũng có những chia sẻ đầu tiên sau khi sinh bé thứ hai ở tuổi 37. Dù trải qua một lần sinh nở, nhưng lần này sinh khá khó khăn, đau đớn hơn rất nhiều. Hiện Khánh Thi cũng tập đi lại và nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh được chăm sóc một cách đặc biệt. Khánh Thi cũng hạn chế sử dụng điện thoại vì hay bị chóng mặt. Việc sinh nở không hề sung sướng gì, khổ lắm, cô chia sẻ. Nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên lúc bắt đầu chuẩn bị sinh, kiện tướng Dashboard, hạnh phúc chia sẻ. Tôi chỉ bị gây tê ở phần bụng nên cảm nhận được hết quá trình mổ. Khi nghe tiếng con khóc, tôi nghẹn ngào xúc động. Ông xã lúc đó cũng ở bên để động viên cổ vũ cho tôi. Khi con gái chào đời, ông xã cuống quýt hết cả lên vì không biết làm gì. Đó là lần đầu anh chứng kiến việc sinh nở của vợ. Khánh Thi còn khoe con gái có gương mặt giống hệt Kobe lúc mới sinh. Vợ chồng cô đặt cho con tên thân mật là Anna. Tôi mừng vì con thừa hưởng mọi nét của bố. Giờ tôi chỉ lo cho sức khỏe của con, sợ con không ăn được. Con đang nằm trong lồng kính cách ly với mẹ. Hình ảnh Kobe vừa mới sinh trước đó, Phan Hiển đã chia sẻ, cậu con trai đầu có nhiều nét giống với bố. Cách đây ít giờ, ông xã Phan Hiển còn chia sẻ khoảnh khắc, vợ đã đứng lên đi lại và cũng dành những lời động viên ngọt ngào đến bà xã Khánh Thi. Anh viết, nàng đã đi lại được, mọi sự đều rất tốt, tạ ơn Chúa và mẹ Maria, Amen. Trong thời gian thai nghén, Phan Hiển luôn túc trực bên cạnh chăm sóc và làm chỗ dựa tinh thần cho Khánh Thi. Hình ảnh đầu tiên của Khánh Thi được ông xã Phan Hiển chia sẻ, nhiều người cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình cô. Hiện tại Khánh Thi có mẹ ruột, người thân bên nhà chồng chăm sóc ở bệnh viện. Kobe, con trai đầu, được vợ chồng cô gửi sang nhà nội. Không gian sống tiền tỷ của các cặp đôi chị em hạnh phúc nhất showbiz. Đây đều là những căn hộ cao cấp tiền tỷ với nội thất hiện đại khiến người hâm mộ càng thích thú hơn về cuộc sống của họ. Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Thời gian qua, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng luôn là một chuyện tình chị em nổi tiếng của làng giải trí Việt. Sở dĩ họ được nhiều người mến mộ là nhờ vào tình cảm chân thành, không màu mè hay ồn ào trên sóng truyền thông. Trước đây, Cát Phượng từng nói về người yêu trẻ tuổi của mình bằng sự hạnh phúc, cô từng chia sẻ. Thực ra căn nhà chung cư 3 tỷ mới mua, đây là của Kiều Minh Tuấn mua tặng tôi và tôi cảm nhận được tình cảm ấy rất chân thật. Bây giờ ai thương mình, ai ghét mình tôi cảm nhận được chứ. Đây là tình cảm thực sự của tôi, có lẽ là ông trời bù đắp lại cho tôi sau những chuyện buồn. Không gian phòng khách tại căn hộ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Phòng ngủ của cô bơm được trang trí theo đúng độ tuổi của cậu bé. Nam diễn viên đang trồng cây cho khu vườn nhỏ tại căn hộ. Khánh Thi, Phan Hiển, dù vấp phải nhiều điều tiếng từ dư luận khi về chung nhà, nhưng cặp đôi Khánh Thi, Phan Hiển bỏ ngoài tai những lời thị phi, họ thầm lặng bên nhau và cùng vun đắp một gia đình ấm êm hạnh phúc. Khi đến với Phan Hiển, Khánh Thi bị mọi người nghi ngờ bởi gia thế giàu có của gia đình ông xã. Nhiều người nghĩ cô cưới vì tiền, nhưng đến nay, hạnh phúc của họ như một lời đáp trả rõ nhất cho mọi nghi vấn. Tài sản nhà tiền tỷ được cho là của gia đình Phan Hiển khiến mọi người ngỡ ngàng. Ngoài ra, Khánh Thi và Phan Hiển có một căn hộ riêng từng được cô tiết lộ trên trang cá nhân. Khởi My, Kevin Khánh. Từ trước đến nay, vợ chồng Khởi My luôn là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả. Bởi lẽ họ làm mọi người thích thú bởi tình yêu giản dị không màu màu, màu mè như nhiều cặp đôi khác. Sau đám cưới vào tháng 11/2017, Khởi My chính thức về nhà Kevin Khánh làm dâu. Dẫu vậy, cả hai vẫn di chuyển giữa hai căn hộ cao cấp để có thời gian bên cạnh hai phụ huynh. Những năm đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, Khởi My và mẹ phải đi ở trọ trong một căn nhỏ. Chật hẹp, sau nhiều năm miệt mài làm việc, nữ ca sĩ đã có nhiều điều kiện để sắm một căn nhà tiền tỷ khang trang cho cả hai mẹ con. Một góc trong phòng ngủ của Khởi My. Trong khi đó, căn hộ mà cô với ông xã đang sống cũng sang trọng không kém cạnh. Lê Phương, Trung Kiên. Sau khi tan vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên Trung Kiên. Vào tháng 8/2017, cặp đôi chính thức tổ chức tiệc mừng cưới rất hoành tráng. Bỏ qua mọi rào cản, lời bình luận của mọi người, cả chênh lệch về tuổi tác, Lê Phương vẫn quyết định đi đến tương lai với người đàn ông kém mình 7 tuổi.
cả hai vừa tậu căn hộ thành phố Hồ Chí Minh để tiện cho công việc của hai vợ chồng. Đây là một nơi sống khang trang và mới mẻ, các nội thất và tiện nghi trong căn hộ khá cao cấp và hiện đại. Cả hai thường rủ bạn bè về nhà để tụ tập và ăn uống.